Tin Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục nhận chỉ trích từ Mỹ và cựu quan chức Philippines. Cựu quan chức Philippines đã cáo buộc tiêu chuẩn kép của Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đã không giữ lời hứa tại vùng biển này. Ngày 28 tháng 9, cựu thẩm phán Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio cáo buộc tiêu chuẩn kép của Trung Quốc về tập trận hải quân sau khi quan chức ngoại giao cấp cao của Bắc Kinh tại Manila nhấn mạnh rằng các thế lực từ bên ngoài không được phép khuấy đục các vùng nước tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABS-CBN News, ông Carpio nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc đang có góc nhìn khác nhau trong việc tiến hành các hoạt động tự do hàng hải. Cựu thẩm phán Tòa án tối cao Philippines nói, Trung Quốc nói rằng tự do hàng hải và hàng không không bao gồm việc tiến hành các hoạt động tập trận hải quân. Tuy nhiên, khi các tàu của Trung Quốc tiến vào vùng biển Địa Trung Hải, khi họ đi vào vùng biển Baltic, khi họ vào vùng đặc quyền kinh tế của Alaska, họ lại theo quan điểm của Mỹ rằng tự do hàng hải bao gồm các hoạt động tập trận hải quân. Ông Carpio khẳng định, Trung Quốc đang thích ứng theo một tiêu chuẩn kép. Chúng ta không thể cho phép điều đó, bởi vì vào thời điểm mà chúng ta đồng ý với quan điểm đó, chúng ta cho Trung Quốc một đặc quyền ở Biển Đông, và việc này có thể dẫn đến một yêu sách đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông. Ngoài ra, cựu quan chức Philippines cũng nhấn mạnh, Trung Quốc cần thể hiện sự tôn trọng một cách tuyệt đối với luật pháp quốc tế tại Biển Đông. Trong một động thái liên quan, ngày 27 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus ra thông báo cho biết Trung Quốc đã đi ngược lại tuyên bố không có ý định theo đuổi quân sự hóa tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bà Morgan Ortagus cho biết Trung Quốc đã sử dụng các tiền đồn quân sự hóa này như những nền tảng cưỡng chế để khẳng định quyền kiểm soát với các vùng biển mà Bắc Kinh không có tuyên bố chủ quyền hàng hải hợp pháp. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục sát cánh với các đối tác trong việc chống lại ý định của Trung Quốc nhằm cưỡng ép thiết lập quyền thống trị trên Biển Đông. Thưa quý vị, tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang lên kế hoạch cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào ngày 16 tháng 9. Dự kiến Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ thăm Việt Nam và Indonesia vào trung tuần tháng 10 tới. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên tình hình dịch bệnh COVID-19. Phóng viên Bùi Hùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản sẽ thông tin chi tiết về kế hoạch công du đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Suga Yoshihide từ khi nhậm chức đã liên tục điện đàm với các nhà lãnh đạo cao nhất của các nước Mỹ, Trung Quốc và Nga về tăng cường mối quan hệ song phương và đa phương. Bên cạnh đó, xét thấy một số nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt, nên đã chọn nước thăm đầu tiên với tư cách là Thủ tướng Nhật Bản, sau đó tới Indonesia. Chuyến thăm lần này, ngoài mục đích tăng cường quan hệ song phương với các nước, còn tập trung vào thúc đẩy quan hệ giữa các nước ASEAN vì hòa bình và ổn định của khu vực, nhất là trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực Biển Đông ngày càng gia tăng. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Kato Katsunobu thì cho rằng, ngoài việc tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, Nhật Bản mong muốn tiếp tục quan hệ ổn định với các nước láng giềng và các nước cùng lập trường trong việc thúc đẩy chiến lược phát triển tự do của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hơn thế nữa, hiện tại Việt Nam là nước chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, và Indonesia là nước có số dân đông nhất ASEAN, lại là thành viên của G20. Người tiền nhiệm của Thủ tướng Suga Yoshihide là ông Abe Shinzo, khi nhậm chức vào năm 2012 thì cũng đã chọn Việt Nam là nước thăm đầu tiên. Dự kiến nếu quyết định cuối cùng được đưa ra trong những ngày tới thì Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ có cuộc điện hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia. Việc Thủ tướng Suga Yoshihide thăm Việt Nam và Indonesia ngay sau khi nhậm chức có thể nói là thể hiện cái lời hứa của ông Suga là kế thừa di sản của người tiền nhiệm của mình là ông Abe Shinzo, đặc biệt trong chính sách ngoại giao hiện tại. Hiện tại thì mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản được các chuyên gia và các nhà ngoại giao đánh giá là một mối quan hệ tốt đẹp nhất và là một cái mối quan hệ kiểu mẫu trên thế giới. Bởi lẽ nó được xây dựng từ lịch sử cho tới hiện đại và dòng chảy đó vẫn sẽ tiếp tục cho tới ngày nay.
Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo về chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo nghị quyết 68 của Chính phủ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 12 tháng 5 năm 2020. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, theo nghị quyết 68, mục tiêu từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định, ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp người dân. Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan trung ương tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp, chính quyền, chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu. Tổ chức tiếp nhận xử lý kịp thời các phản ánh, các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đối với các địa phương, Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị triển khai có hiệu quả thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định điều chỉnh lãi suất điều hành. Đây là lần giảm lãi suất thứ 3 trong năm của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng giảm từ 4,25% một năm xuống 4,0% một năm. Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay đối với một số lĩnh vực ngành kinh tế ưu tiên cũng giảm 0,5 điểm phần trăm xuống từ 5,0% một năm xuống 4,5% một năm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Thế giới đã tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo được tổ chức trực tuyến, kết nối 80 điểm cầu ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành của Việt Nam và Singapore nhằm nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cũng như định hướng xây dựng chính quyền số cho đội ngũ cán bộ trong các cơ quan tổ chức tại Việt Nam. Các chuyên gia từ Singapore cho biết họ đã bắt đầu quá trình chuyển đổi số từ năm 1980, đến nay đã trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực và thế giới. Điều quan trọng trước tiên là phải đầu tư vào dữ liệu, phát huy hết hiệu quả của tài nguyên số, đồng thời phải coi đây là chương trình quốc gia và phải đồng bộ từ hạ tầng đến nguồn lực. Đặc biệt, chuyển đổi số phải lấy người dùng làm trung tâm để thiết kế và triển khai các dịch vụ. Việc chuyển đổi này cũng cần chia thành từng giai đoạn để phù hợp với thực tiễn. Với thành phố Hồ Chí Minh, một trong các yêu cầu quan trọng hiện nay là thành phố phải đổi mới tư tưởng và thống nhất nhận thức, đánh giá đúng các hạn chế, yếu kém để thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, tiến tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Bắt đầu ngày 1 tháng 10, theo Nghị định 91 ban hành năm 2020 của Chính phủ, thì cá nhân tổ chức có thể bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi gửi tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi quảng cáo đến thuê bao nằm trong danh sách không quảng cáo. Nghị định này sẽ tác động ra sao đến doanh nghiệp đang sử dụng các dịch vụ telesale hay còn gọi là bán hàng qua điện thoại để tiếp cận khách hàng? Ghi nhận của các phóng viên thời sự VTC tại thành phố Hồ Chí Minh. Gọi điện thoại tư vấn, chào hàng trực tiếp là một phương thức làm việc mang lại doanh số bán hàng tốt của các nhân viên này. Do vậy, khi Nghị định 91 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây, thì telesale, một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh phải hạn chế. Các nhân viên này không tránh khỏi bị tâm lý. Tại về cái nghị định này thì tôi sẽ cảm thấy rất là khó khăn để tìm kiếm khách hàng trong tương lai sắp tới. Thì có một chút về hoang mang và cảm giác là rất là khó khăn. Do sự phiền toái từ những cuộc gọi không mong muốn, đa phần người dân ủng hộ nghị định mới này. Trong khi đó, cái khó ló cái khôn, cũng có doanh nghiệp xem Nghị định 91 năm 2020 là cơ hội họ triển khai những cách tiếp cận mới tới khách hàng. Khi mà tôi nghe được thông tin Nghị định 91, thật sự là tôi cũng thấy là rất là khó khăn cho doanh nghiệp của chúng tôi. Nhưng mà tôi cũng thấy được là đó là một cái cơ hội để giúp cho doanh nghiệp của chúng tôi có thể là có những bước đi khác và đột phá hơn so với những doanh nghiệp khác. Ngay lập tức thì tôi đã có những cuộc họp được với nhân viên của mình và chỉ ra những cái định hướng và đào tạo cho nhân viên của mình có những cái kỹ năng và những cái kiến thức về marketing online để giúp cho họ xây dựng những cái kênh marketing online mà tôi đã được học và tôi đã từng nghiên cứu qua. Thông qua cái nghị định này thì tôi nghĩ là nó đòi hỏi là các doanh nghiệp bất động sản hoặc là giống như chúng tôi thì sẽ bắt đầu chuyên sâu hơn về những cái biện pháp sale marketing chuyên nghiệp hơn và chú ý đến cái việc là chăm sóc khách hàng, chú ý đến cái việc là xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Và đặc biệt là khi mà chúng tôi bán hàng đó thì chúng tôi cũng không phải là chỉ là chia sẻ về cái sản phẩm không, mà chúng tôi cũng phân tích thêm những cái khía cạnh về tài chính cũng như là khía cạnh về đầu tư như thế nào cho khách hàng, đúng cái loại nhu cầu của khách hàng, từng loại nhu cầu khách hàng, và biết khách hàng phù hợp gì thì chúng tôi sẽ nói cái đó nó sẽ hay hơn là gọi điện thoại ngẫu nhiên. Những cuộc gọi không hẹn trước, không mong đợi sẽ giảm dần hoặc chấm dứt khi Nghị định 91 năm 2020 có hiệu lực. Do đó, các doanh nghiệp muốn tồn tại bền vững cần có những chiến lược truyền thông chuyên nghiệp, tiếp cận khách hàng hiệu quả, đồng thời giảm thiểu tối đa phiền toái đến người dân. Sau thời gian dài tạm dừng khai thác các chuyến bay thương mại quốc tế, hôm nay 30 tháng 9, hãng hàng không Vietjet Air đã chính thức khai thác trở lại đường bay quốc tế từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi Seoul, Hàn Quốc. Đáng chú ý, các chuyến bay từ Hàn Quốc trở về Việt Nam, Vietjet chỉ khai thác chặng bay Seoul về thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 năm 2020. Hãng hàng không Vietjet Air cũng lưu ý các hành khách bay từ cả hai đầu Việt Nam và Hàn Quốc cần có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 được cấp trong vòng 3 ngày trước khi thực hiện chuyến bay, cũng như tuân thủ yêu cầu về kiểm tra, kiểm dịch y tế bắt buộc của nước sở tại và xuất trình khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng. Thưa quý vị, thưa các bạn, dịp Tết Trung Thu hàng năm, rằm tháng 8 âm lịch, bánh nướng, bánh dẻo thường không thể thiếu trong mâm cỗ cúng rằm của rất nhiều gia đình. Bên cạnh sức hút đến từ các loại bánh Trung Thu truyền thống thì thị trường bánh Trung Thu năm nay còn ghi nhận sự xuất hiện của một số loại bánh Trung Thu độc lạ cả về mẫu mã và chất lượng. Bánh Trung Thu lava trứng chảy, bánh Trung Thu nhân tỏi đen, bánh Trung Thu thanh long, bánh Trung Thu nhân thịt cua. Những loại bánh được cho là lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Thịt cua thì nó có nhiều dinh dưỡng nên em muốn đưa cái thịt cua vô thế những cái nhân truyền thống như là nhân thịt gà hay là lập xưởng, những thập cẩm truyền thống trước đó. Ví dụ là em sẽ dùng thịt cua tươi, sấy nó lên trong nhiệt độ nhất định và thời gian để thịt cua nó vừa đủ khô mà vẫn còn giữ được chất dinh dưỡng và để được lâu mà không sử dụng chất bảo quản. Được ra mắt độc quyền bởi một cửa hàng chuyên về cua tại thành phố Hồ Chí Minh, bánh Trung Thu nhân thịt cua được tạo nên bởi các nguyên liệu quen thuộc như bột mì, đường, hạt sen, hạt dưa, hạt điều gừng, mứt chanh, mè, trứng muối. Nhưng điểm khác biệt khiến nó trở nên cuốn hút chính là do sự góp phần của thịt cua, tôm khô và một loại sốt đi kèm đặc biệt. Trước giờ thì có đậu xanh, khoai môn, mập cẩm gì đó thì được phổ biến hơn thì nghe tới bánh Trung Thu nhân thịt cua thì thấy cũng lạ, chắc em sẽ thử. Cũng tùy theo sở thích của mỗi người. Người này thích ăn cua thì ta sẽ lựa chọn với nhân đó. Còn nhiều người ta không thích gãy xả cua này nữa, người ta sẽ không chọn. Với mong muốn giới thiệu nông sản chất lượng của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, một thương hiệu bánh có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho ra đời loại bánh Trung Thu độc đáo làm từ quả thanh long. Một hộp 4 chiếc, loại 200g, có giá gần 600.000 đồng một hộp, nhưng vẫn là sự lựa chọn của nhiều người. Đồng thời, nó cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều đơn vị làm bánh handmade cũng cho ra đời dòng bánh cùng loại. Dù có nhiều loại bánh Trung Thu độc lạ xuất hiện trên thị trường, song chuyên gia y tế cũng đưa ra khuyến cáo sức khỏe với người tiêu dùng dịp trăng rằm. Khi mà sử dụng bánh Trung Thu thì mình nhớ là mua về nhà mình cũng phải bảo quản và sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không ăn bánh đã quá hạn sử dụng, rửa tay trước khi cắt bánh hay là trước khi ăn bánh. Và cũng nên lưu ý một điều đó là không ăn quá nhiều bánh Trung Thu cùng với các thực phẩm giàu đạm, mỡ hay đường trong cùng một cái khẩu phần ăn. Tại vì nó sẽ gây ra rối loạn hấp thu những cái thực phẩm này. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các loại bánh Trung Thu độc lạ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của người dân, đặc biệt là người trẻ. Tuy nhiên, trước các loại bánh được quảng cáo rầm rộ tới mức gây sốt hay gây bão tại thị trường, thì người mua vẫn cần phải tỉnh táo để lựa chọn cho mình những sản phẩm an toàn và phù hợp nhất.